Thưa quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay ở Hội Xuân Tao Đàn Long sẽ quay các tác phẩm cây mini quý vị ạ. Thì những clip trước quý vị có xem những tác phẩm cây bonsai tầm trung và tầm đài. Ở clip lần này Long sẽ quay những tác phẩm mini để gửi tới quý vị và con cô bác mình cùng xem và chiêm ngưỡng. Rất là nhiều tác phẩm mini rất là đẹp và là xinh quý vị ạ. Đây, một số tác phẩm mini. Cái này của anh luôn hả? Cái này trung nu hay là kim giòn này? Này kim giòn ạ. Kim giòn hả? Kim giòn thì rực hoa nhỉ. Trời, cái này anh sở hữu được lâu chưa anh hả? À, cũng mới à. Cái này mình chia lại của anh. Ừ. Kết quả chấm thi thì khoảng vài tiếng nữa mới biết được ha. Cái này anh chuẩn bị để vào chấm thi cái việc. Anh ở quận 12 hả? Dạ đúng rồi. Anh tên gì vậy? Mình tên tên Tâm. Tên Tâm, anh Tâm ở quận 12 nha. Hình như em có số điện thoại của Zalo anh hay sao á? Có phải anh đó? Em ở chỗ đường Tôn Ngọc Vân á. Ồ, về tiền đây em xin cái số điện thoại anh được không? À, tí nữa mình... 09... 09... 38... 38... 997 997 383 383 Trung tâm ở quận 12 nha. Bên nhà qua để bạc em. Kim giòn nha. Em coi cái bộ xương này. Kim giòn mà nuôi cỡ này cũng phế lắm ạ. Mà sao làm sao? Liên lạc hết này. Rực hoa, kim giòn nó ra hoa cái sướng nó trắng cái luôn à. Đúng rồi. Kim giòn nó được cái này như vậy. Và cái mã số dự thi là bao nhiêu? 02-242 để cũng đẹp. Phẩm cái kim giòn. Quay mặt lại đấy là em làm cái nền thumbnail của đại diện cho cái video luôn. Anh Tâm ở quận 12 quý vị ạ. Cũng một người chơi cái cảnh anh chơi dòng mini là nhiều hả? Đúng rồi. Ừ. Rồi thì hy vọng tác phẩm của mình nó sẽ đạt được cái giải cao tại Hội Xuân lần này. Cảm ơn anh. Dạ. Thực ra ở Hội Xuân Tao Đàn thì còn nhiều tác phẩm, cái mini thì còn nhiều. Các bạn thì cái của anh nó cũng khá là nổi bật đấy. Nếu như mà tính về mặt hoa hay mặt hoa thì nó cũng nổi bật nhất trong những cái ở đấy rồi đó. Cái này của anh luôn hay sao? Không phải. Anh đem tới đây được mấy tác phẩm tham dự thi? Có một cây thôi, có bạn gửi làm thêm một hai cây nữa. Ừ. Chào chú chào. Cây này với cây nào này? Cây này. À. Cây này là cây này sao nó có cả cái lụa mà hình vật kỳ á luôn, nhìn ghê hả? Đúng rồi. À. Cái đó là mình tạo hay là nó bị lỗi rồi mình làm vậy luôn hả? Nó cũng anh không tạo vậy. Tạo vậy luôn hả? Vậy cây này của anh thì nhờ anh cầm được cái cây người ta không dám cầm lên không? À, cái này của ông anh cũng gửi tao chút thì mỏng thôi chứ. Ý là mình có thể cầm được, còn cây của người ta bên này thì mình không dám cầm đâu hả? Đúng rồi. Cây của ông anh. Anh Hùng. Cái này trung lưu nha. Đúng rồi, cái này trung lưu. Cái này mình tự tạo luôn. Đúng rồi. Và cái giá trị ở đây thì trung lưu. Rất độc đáo. Cái mặt sau nó sao anh? Mặt sau được hả? Mặt sau thì nó bình thường. Ủa mà nhưng mà mỗi người tùy mỗi phong cách mỗi người chơi đúng không? Người ta thích tạo nên cái nét độc đáo, cái nét lạ như vậy. Cột gần. Trung núp. Siêu linh lực. Phê nhỉ. Người như cái này cũng phê rồi. Cũng già lắm rồi. Già. Trung núp Việt Nam. Độc đáo. Đó mới cái nét đột phá đó. Hôm qua em có đăng một cái clip về những cái tầm trung bên kia. Thì cơ bản thì cái chiều hướng mà mọi người xem, mọi người hiện tại mình đang làm theo một cái đập khuôn đó, làm dạng giống như nó giống nhau hết đó. Theo một cái lỗi cái bài, một cái dạng trực hình nấm vậy đó. Thành ra những cái tác phẩm mini như vậy nhưng mà có nhiều cái đột phá. Và em thấy nó đa dạng, mini ở đây nó đa dạng là dạng bẫy, dạng đổ rồi. À, dạng trực này giống nó đa dạng. Cái này vẫn cứ thích. Cái này thì em nghĩ
nó sẽ có giải đó. Hy vọng là cây của anh Tâm sẽ có giải. Rồi đây, em cảm ơn nhé, em quay mấy cái tác phẩm về bên này xíu. Một tác phẩm cái mai vàng này. Mai vàng mà nuôi cỡ này thì cũng phê này. Mai vàng mini quý vị ạ. Cái này những tác phẩm dự thí thì cũng được sờ mỏ vào quý vị ạ. Nên là Long chỉ quay thôi, quay được một mặt thôi. Bên Tâm còn cái nào nữa, bên Yên Tâm có, mình em gửi có cái nào của bên của mình nữa không? Tết bên kia, để bên kia nào. À là mấy cái tầm trung hả? Mini thì nằm đấy hết rồi này. Còn một cây linh sam, một xe nhỏ. À bên xe nhỏ. Nhưng mấy cái này mà thí gì nhỉ anh Tâm nhỉ? Mấy cái này thì dễ gì mà đặt giải đúng không? Có cái gì đâu nhỉ? Thèo đâu còn quá trời. Siêu mini. Để tìm mời hôm nay có cây nào siêu mini nhất. Siêu mini nhất thì chắc cây này quá. Cây này là siêu mini nhất rồi. Cây này. Cây này mày gỡ mặt trên Tâm này. À cây này cái củ đế nó khủng luôn á. Ghê không? Cái này cũng kiệt á. Cũng kiệt hả? Bút kẹt dưới bánh tre. Đây này mình gỡ mặt này để quay kỹ cái này cho quý vị và con của bác xem xíu. Cái này chiều cao của nó khoảng tầm 10 cm nhưng mà cái phần nó phải tầm cái phần này phải tầm 20 trên 20 nhỉ? 20 hơn 20 luôn. Ghê. Siêu mini quý vị. 10 cm nữa quý vị nhé. Khoảng lòng tay của lòng. Để lòng tay thôi. Siêu mini mà. Tầm 10 cm. Mà cái đế nó khủng lắm quý vị nhé. Cột cành. Cái này Long đang tranh thủ Long quay bữa sớm á quý vị. Tại vì chút xíu nữa thì cái nhạc nó lên nó ồn lắm. Ngày hôm qua Long quay những cái tác phẩm bonsai đài và bonsai chúng á, thì tiếng nhạc nó hơi ồn. Thế ra hôm nay Long tranh thủ Long đi sớm quay gửi tới quý vị và con cô bác mình. Nhất là buổi sớm thì cái nền nó cũng được sắc nét hơn và nó yên tĩnh hơn, đỡ ồn ào. Ồ, cứ ngắm nhìn tác phẩm mini này. Lòng tay thôi, 10 cm. Cái này để lòng tĩnh con. Phun tang của nó thì phun tang cỡ 15 cm quý vị ạ. Chiều cao nói về chứ chiều cao nó cũng rơi khoảng tầm chiều cao thì chắc nó cỡ 10 12 cm đổ lại thôi. 10 cm thôi. Siêu mini luôn. Nhưng mà phần nó phải 20 trên 20 luôn. Mặt đế này. Ghê. Đó là một tác phẩm khá độc đáo. Để Long lựa chọn thêm một số tác phẩm nào. Đây có một tác phẩm dáng bay, cái này cũng khá cây này. Cái này có mã số là 02366 dáng bay bay. Cái này tổng chiều cao nó cũng rơi vào khoảng tầm 12 cm quý vị. Cần bay của nó rơi vào khoảng tầm 20. Đây là mặt tác phẩm khá là duyên. Để Long quay kỹ tác phẩm này một chút xíu. Đấy, nó có một cái cần bay bay ra nhỏ xinh. Gắn chi ở trên thì rất là mình ha. Tác phẩm như thế này là cũng khá lắm rồi quý vị ạ. Ở clip đến nay Long sẽ dành cho những tác phẩm mini quý vị nhé. Long sẽ quay tổng thể về những tác phẩm mini ở đây. Thì kính mời quý vị và con cô bác mình cùng đón xem. Quý vị xem video thể hay thì quý vị đừng quên cho Long một like để ủng hộ tinh thần quý vị nhé. Quý vị cũng có thể đăng ký kênh để theo dõi những video Long đăng tải mới nhất. Long đăng tải thường 19 giờ quý vị. Quý vị có thể dành chút thời gian xem vào lúc 19 giờ.
Cái này thì Long Biệt nhá, cái này chủ nhân thì Long Biệt, chủ nhân là của Nguyễn Thi ở quận Bình Tân, cũng là một người chơi cây rất là lâu năm và cũng sở hữu rất là nhiều tác phẩm đẹp á. Cái này của anh Thi, nếu như quý vị đi mình có ý định giao lưu thì cũng có thể liên hệ được. Này là về Sâm Núi. Rồi là bản đồ ấy. Có mã số là 02282. Đây những cái mini luân lực như thế này đây. Tổng chiều cao nó rơi vào khoảng tầm 10 cm hết. Cái form mini này nó rơi vào 18 cm đô lại phải yên tâm nhỉ? 15 cm đô lại hả? Vậy thì cây nào cao nhất thì khoảng 15 cm. Ô cây kia hơn à, cây đó là hơn 15 cm rồi. Cây đó lố rồi. Đây, những tác phẩm mà siêu mini như thế này. Và những cái đánh giá cái tác phẩm này khá cao. Bên này cũng tác phẩm cái trùng nu này. Trùng nu. Tác phẩm phía bên này là một cái trùng nu rục rịch trực lắc. Cái này thì lỗ rồi. Cái này nó hợp phải tầm hơn 20 luôn rồi. Cái này. Cái này chắc loài là chậm hi loài cái này. Cái này đằng là cho vô bón xe tiểu được hả? Bón xe tiểu với vô mini thì nó cao quá rồi. Vượt. Ủa vậy là bên mấy nhà em của bên chỗ Tấm là cây này với cây này với cây nào này Tấm? Ở đấy ở góc này thì có hai cây thôi hả? Đúng rồi, Tấm này có hai cây. À. Kia nó xếp đâu rồi. Cái trung nu này, cái này mặt đế nó không đẹp. Cái mặt đế đẹp quá. Nhưng mà cái này nhìn nó non cây nhỉ. Cái trung nu này nhìn nó non cây. Đây tác phẩm cái Sâm Núi này, Sâm Núi bãi này. Nhỏ dính dáng. Cái này quý vị con của bác mình năm rồi có xem sân tàu đàn về các cái mini chắc hẳn còn nhớ cái này. Tác phẩm cái Sâm Núi dài của một người anh của bản lô bonsai ở Bến Tre. Cái Sâm Núi này nó được cái nó su su ra ghê thật. Nó già. Già lắm. Đây, quay kỹ cho quý vị xem các cái cột cành ở phía trong. Sâm Núi trái quý vị nha. Cái này thì Long Biệt nhưng mà cái này Long cũng đã hỏi rất là nhiều lần rồi. Cái này thì ông anh ông chơi nên là cũng chưa có giao lưu cái này quý vị ạ. Cái lúc mất công quý vị thích cây này rồi muốn giao lưu thì thật ra cây này là không có giao lưu được. Hỏi nhiều rồi nhưng mà nhà này mình chơi Sâm Núi trái, nó có một số chùm trái ở bên này thôi, cũng bóng nó ra trái đấy. Nó có duyên, cái Sâm Núi này nó có duyên hả? Nó cái đường có ở trong nó lắc rồi nó duyên ghê á. Sâm Núi nữa cái này cũng phê, đẹp và kỹ lại xíu cho quý vị và con cô bác mình ngắm. Dạ. Đây cũng là một tác phẩm cái trung nu khá là đẹp. Cái này
trực binh luôn quý vị ạ, trực búp măng. Và tổng chiều cao cái này thì chắc nó cũng rơi vào khoảng 13-14 á, tầm 14. Nhưng mà cái này đường hoành nó cũng phải tầm 20 ạ, cửa 20 không quan tâm nhỉ, phải tầm 20, nhỏ hơn tí, cũng xem 20 á. À, mặt đế này, đế cũng đẹp tuyệt vời, mini quý vị nhé. À, long tỉnh, cái bề ngang này của chầu thì nó chắc nó rơi vào khoảng 15, siêu mini mà. Chiều cao thì chắc là 14, full tang của nó khoảng tầm 20. Trực búp măng, hay còn gọi là trực bính nha quý vị. Cần của nó trong vòng ghế lắm quý vị nhé, nó giọt cây từ dưới này lên tận thân đỉnh ngọn. Tác phẩm khá là già, trung núp. Cái này cũng quá luôn rồi này, tâm cái này quá. À, có cái mã số, cái này mã số là 02303 2303. Cái này quá khổ rồi, chiều quá quá giới hạn. Chắc những cái này nó cũng gọi là nó cũng vô cái form mini. Một tác phẩm mini tiếp theo, cái này có mã số là 02215. Quý vị nhìn những tác phẩm mini thì nhìn nó rất là nhỏ xinh quý vị ha. Cơ bản cái mini mà mình tạo nên được những cái tác phẩm như thế này thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian rồi quý vị. Nhìn đi nhìn lại cái quần tâm vẫn nổi nhất ở trong khu này đấy. Tức là về cái mặt bóng thì nó là đạt. Còn phần cột thì nói chung là nó theo nghĩ nó cái cột thì chắc chắn nó thuộc cái bên kia rồi. Cái mà nó cũng kia đó ha. Nhưng mà cái mình lợi thế là cái mặt bóng. Hoa sân thì mình phải đầy đủ yếu tố như vậy. Cái kia thì nó không có mặt bóng. Anh ngắm nhìn lại cái tác phẩm của anh Tâm đây một xíu nữa. Tác phẩm của anh Tâm có mã số là 02242. Hy vọng sẽ có giải tại Hội Xuân Tao Đàn lần này, năm Tân Sửu quý vị nhé. Đây, mặt hoa đã tuyệt vời. Nhiều này. Phân bổ cũng rất rõ ràng và cân đối. À, cái này chiều cao của nó bao nhiêu vậy anh Tâm? 14 xem. Chiều cao là 14. Cái phần này em nghĩ nó rơi vào khoảng 17, 18 gì hả? Nó cũng gần 20 á. Cũng gần 20 hả? 18, 19. Ừ. Thì đó, thì nó cũng xem như vậy. Vậy là lần nữa sau này anh Tâm anh còn có một kỷ niệm. Ví dụ nó đặt giải vàng chẳng hạn thì chắc chắn sẽ lên YouTube của Châu Gia Long để xem lại ha. Đó là, có thể biết đâu là anh em ta lại có một cái duyên. Rồi, một số tác phẩm phía bên này. Cái này thì hình như là cái kim giòn, nhưng mà nó gọi dạng độ. Đây, tác phẩm dạng độ. Gần như là mấy tác phẩm video ở đây thì có cái này là cái dạng độ quý vị. Có mỗi cái này là dạng độ. Cũng rất là liên lạc ha. Đây, quay trực tiếp về cái tác phẩm này. Cái này mà mặt hoa nó ra nữa thì tuyệt vời hơn. Cái tiếc là cái này hiện tại nó hoa. Chiều cao thì nó cũng chắc là nó nghỉ nó cũng rơi vào khoảng tầm 14, 15 gì đó quý vị. Hôm nay có mã số là 02210. Độ ha. Cả cây. Rồi, cái này mặt hoa nó cũng rất là nhiều. Cũng dập hoa. Không hai, ba hai chín.
một số dự thi. Đây tác phẩm phía bên này là tác phẩm cuối cùng ở cái dàn mini này quý vị. Là một cái trung núp để Long Kỳ quay kỹ cái này cho quý vị và các bác mình ngắm nhìn lại. Cái này thì mặt đế của nó đẹp, mặt đế nó chạy đều nhé. Cột cần nhìn rất là dữ này. Trực lắc. Cái này trung nú quý vị. Một xương cũng rất là mình nha các bạn. Khác đây. Tới ok rồi. Tháo là chút tưới không đặt đó. Và như vậy thì Long cũng quay khá chi tiết về những tác phẩm mini ở đây quý vị. Rất là nhiều tác phẩm cái mini ha. Long đếm sơ coi được bao nhiêu cái mini. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 30 và 2 và 4. Khoảng 36 tác phẩm cây mini quý vị ạ. Và bây giờ Long sẽ quay lại, quay sơ lại một chút xíu nữa. Và Long sẽ kết thúc clip này tại đây quý vị. Quay sơ cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn lại tổng thể về những tác phẩm ở đây. Những tác phẩm cây mini rất là nhỏ xinh. Sau clip về tác phẩm những tác phẩm cây mini này thì Long sẽ đăng tải những tác phẩm đặt giải quý vị nhé. Sau khi mà hội đồng chấm thi xong thì Long sẽ quay lại những tác phẩm đặt giải cao tại hội sân Tao Đàn năm nay để gửi tới quý vị và con cô bác mình chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Để Long điểm lại những tác phẩm cây mini ở đây thì theo Long nhìn nhận thì có khoảng tầm top 5 đấy quý vị nhé. Thì không biết là để Long đọc cái top 5 những cái tác phẩm ở đây thì quý vị cũng có nhận định như Long hay không. Tác phẩm 02303 này là 1. Tác phẩm 02320 là 2. Tác phẩm 02242 là 3. Tác phẩm 02259 là 4. Tác phẩm 02264 là 5. Có còn tác phẩm nữa, 6 tác phẩm. Theo Long cảm nhận là có 6 tác phẩm mà Long thích. Thì không biết nó sẽ có được cái giải cao tại hội sân Tao Đàn tháng năm nay không? 02366. Quý vị cùng đón chờ thêm cái nhận định của Long thì nó đạt được mấy phần trăm, bao nhiêu phần trăm quý vị nhé. Long đứng xa, Long quay tổng thể lại khu vực những cây mini cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn lại một lần nữa. Dàn mini như thế này thì ai mà chả muốn sở hữu hả? Đúng không quý vị? Quý vị xem video này đừng quên cho Long một like để ủng hộ tinh thần quý vị nhé. Yêu mình Long thì quý vị cũng có thể đăng ký kênh để theo dõi những tác phẩm đẹp
về những cây bonsai ở khu vực miền Nam mà Long đăng tải mỗi ngày vào lúc 19 giờ quý vị. Long rất cảm ơn quý vị và con cô bác mình đã dành một chút thời gian quý báu để xem hết clip này. Những tác phẩm cây mini tại Hội Hoa Xuân Tao Đan năm 2021. Cái này thì tổ chức thường niên hàng năm đó quý vị. 36 tác phẩm cây mini trong clip ngày hôm nay. Nói chung là cây nào cũng khá đẹp, khá sắc. Tại vì đa số những tác phẩm ở đây thì nó đã lên sàn rồi. Lên sàn thi đấu thì nó cũng thuộc dạng dự không đâu quý vị ạ. Rồi, Long xin kết thúc clip tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Những tác phẩm đạt giải vàng tại Hội Xuân Tao Đan Long sẽ quay về gửi tới quý vị bà con cô bác mình trong thời gian sớm nhất quý vị nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.